Không sớm, trời không mưa, em cũng lại chờ mưa. Em lại chờ mưa, phút đi đường về. Và đêm ơi, xin cứ dài vô tận. Right, rồi sao nữa ta? Mình dựa vào nhau, chung thuyền ghé bên. Tối nay Kim Ngân hát bài gì? Không nha, được không? Tao nói hát bài không nha. Hôm bữa làm gà đợi Kim Ngân quá trời luôn, thấy Kim Ngân tới Thanksgiving á. Sao Kim Ngân tới ăn gà? Kim Ngân thích gà hả? Kim Ngân thích gà phải không? Bữa nay là Kim Ngân chịu làm tóc rồi nha cả nhà ơi. Tối nay Kim Ngân đi show đó. Ủa Kim Ngân có mang theo quần áo tối mình đi luôn không? Áo hôm bữa Kim mua đó. Có mặt này được không? Mặt này cũng được. Muốn không muốn lát qua bên kia gì ba shop cho một bộ. Ba mua nhiều rồi. Bằng cái giá có một cái tủ lạnh. Bằng cái tủ lạnh hả? Ủa sao có cái thùng cho Kim Ngân? Kim Ngân không đem ra. Kim Ngân đem đồ ra đây cái mình đi show cái mình thấy. Từ gì đó. Từ từ hả? Ừ. Múc đi á, mang ít ít ra đây. Cái mình để đây từ từ từ. Cái mình đi cái làm có, phải không? Dạ. Đi cái làm có chỗ không chơi liền á. Dạ. Right? Dạ. Còn không lát mình qua lát. Qua kế bên kìa, thấy có mấy đầm cũng đẹp lắm. Mình qua shop thử coi có gì đẹp không? Nha. Có thì mình lấy. Rồi mình thay tối mình đi luôn. Ha. Được không? Được không? Tươi không? Làm cho Kim Ngân á là phải lẹ lẹ. Kim Ngân không có chậm được. Cho nên là không có thời gian đeo bao tay luôn. Nè làm màu này thấy cổ không quý vị? À. Thấy cổ không quý vị? Trời ơi, thương vậy thôi chứ. Muốn gì nữa. Đang nghỉ luôn á. Đang nghỉ làm mới được á. Hôm bữa bà bé với Chi đồ năng nghỉ quá trời đâu chịu làm. Ủa ông nội ăn gì chưa vậy ông nội? Rồi rồi. Ông nội ăn gì vậy? Mì. Ô mì hả? Đã vậy. Ô còn nửa ổ mì nữa kìa, ăn mì đi. Thì đó. Ăn mì đi. Mới ăn nữa ổ. Ồ, ăn mì đi chứ. Đó, vi sinh bàn tay luôn à. Tối nay hát mà quý vị có thấy tay em bị dơ, bị ấy gì là tại Kim Ngân á. Tại vì em không có kịp để mà em đeo bao tay vô luôn. Đó, phải làm lẹ 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 vậy mới kịp. Không thôi xin lỗi ý căng lắm. Thiệt là căng đó nha. Không có giỡn đó nha. Màu là lát mà đẹp rạng người mà không chói lóa luôn đó. Đó. Nó thấy tay Kim làm màu không? Okay, đây đã. Dám mở nhạc á, tại biết sao nó bị copyright á. Ừ. Nó không có cho mình. Có cái web gì để mà nó không bị copyright không ta? Có không ta? Không có rồi. Không à. Bữa nay Kim Ngân sơn không? Sơn màu móng chân, móng tay gì không? Muốn đổi màu không? Hôm bữa Kim Ngân sơn cho gì ba con nè. Đó thấy không? Chỉ là 3 giờ rồi. Tệ ghê hả?
Hồi nãy em có mấy người họ gọi màu để trả lời họ nhé. Giờ trời rất là tiếc. Mấy phút, 5 phút anh nghỉ nha.